cho các bạn. Hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc issue chuyển việc, chi tiết cụ thể các công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan đến visa, các bạn sẽ tư vấn cụ thể các bạn thời gian dự vệ sẽ chỉ cài bên mình. Ví dụ như hiện tại mình đang có công việc là làm việc tại hệ thống Quán Nhậu, địa điểm làm việc là tại tỉnh Chiba, thời gian làm việc là shift ở độ C. Mức lương khởi điểm của các bạn sẽ từ khoảng từ 20 đến 30 man. Công việc này thì làm yêu cầu các bạn có kinh nghiệm làm quán, và một tuần các bạn sẽ được nghỉ 2 ngày. Nếu các bạn quan tâm đến công việc và muốn đăng ký phỏng vấn thì hãy đến buổi certificate bên mình để được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Certificate bên mình cũng thường tổ chức hàng ngày thứ 2, 4, thứ 6 vào lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi certificate mình giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty để được các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc buổi certificate, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Các vấn đề khác các bạn sẽ tư vấn cụ thể khi bạn tới tham dự. Nếu quan tâm hãy liên hệ số điện thoại 0362068058 để tư vấn cụ thể hơn.